Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, có tính chia sẻ cộng đồng, giàu tính nhân văn để học sinh, sinh viên luôn có sức khỏe tốt, vươn tới những ước mơ tươi sáng. Hãy liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được hướng dẫn chi tiết hoặc liên hệ qua số điện thoại 02633 548 998 hoặc qua đường dây nóng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng 02633 541 559. Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học. Hỏi: bác gái tôi 55 tuổi 8 tháng và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội được 23 năm. Bác tôi bị mắc bệnh ung thư nên có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải chi phí điều trị bệnh. Có người nói rằng vì bác tôi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 20 năm nên phải giải quyết hưởng lương hưu, không được giải quyết bảo hiểm xã hội một lần. Điều đó có đúng hay không? Xin được trả lời như sau. Theo quy định, đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế, thì nếu có yêu cầu sẽ được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp bác của bạn đủ 55 tuổi, 8 tháng và có 23 năm đóng bảo hiểm xã hội nên đủ điều kiện hưởng lương hưu. Do vậy, bác của bạn có thể lựa chọn giải quyết hưởng lương hưu hoặc nếu có yêu cầu thì sẽ được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Hỏi: người thân của tôi đã đóng 15 năm bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau đó nghỉ việc và tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 5 năm. Người đó mất thì thân nhân có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hay không? Xin được trả lời như sau. Theo quy định tại điểm A khoản 3 điều 8 Nghị định số 134 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ, thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết mà trước đó đã có đủ 15 năm trở lên đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Như vậy, nếu người thân của bạn đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 15 năm, chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thì thân nhân đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2, điều 67 luật bảo hiểm xã hội được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Hỏi: tôi là lao động tự do, thuộc hộ gia đình cận nghèo, muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cơ sở mức thu nhập hàng tháng là 1,5 triệu đồng. Xin cho hỏi, hàng tháng tôi phải đóng bao nhiêu tiền? Xin được trả lời như sau. Trường hợp bạn lựa chọn mức thu nhập đóng hàng tháng là 1 triệu 500 ngàn đồng. Mức đóng hàng tháng khi chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ là 1 triệu 500 ngàn đồng nhân 22%, tức là 330 ngàn đồng một tháng. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 1 triệu 500 ngàn đồng nhân với 25% và nhân với 22%, tương đương là 82.500 đồng một tháng. Mức đóng sau khi đã được trừ phần ngân sách nhà nước hỗ trợ là 330.000 đồng trừ 82.500 đồng, tức là còn 247.500 đồng một tháng. Một tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt. Tham gia bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình, cộng đồng và xã hội.